Hơn 2 tháng triển khai giải thưởng Sao Khuê 2020, tôn vinh các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam đã chính thức diễn ra tối qua tại Hà Nội. Với khẩu hiệu xung kích chuyển đổi số, chia sẻ và kết nối, danh hiệu Sao Khuê 2020 đã có nhiều đổi mới quan trọng, phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành và thế giới, đồng thời chuẩn hóa hệ thống tiêu chí và quy trình tổ chức theo chuẩn của giải thưởng quốc tế. Năm nay, do tuân thủ các quy định về phòng ngừa lây lan dịch COVID-19, lần đầu tiên sự kiện được thể hiện với hình thức mới trên sân khấu ảo 3D, chương trình nhận được 186 đề cử đến từ 102 doanh nghiệp đăng ký tham gia, tăng 20% so với năm trước. Hội đồng giám khảo đã quyết định công nhận danh hiệu Sao Khuê 2020 cho 112 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu, trong đó có 84 sản phẩm giải pháp và 28 dịch vụ. Và tôi rất là vui mừng là các cái giải công Sao Khuê là của các doanh nghiệp, là những cái gọi là tiêu biểu của cái sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam cũng như của ngành công nghệ thông tin của Việt Nam và đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của ngành. Bên cạnh các sản phẩm phần mềm và dịch vụ như mọi năm, giải thưởng Sao Khuê năm nay còn ghi nhận sản phẩm giải pháp đều ứng dụng các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0 như IoT, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn có mức độ an toàn và bảo mật cao. Vấn đề an toàn an ninh thông tin không chỉ là vấn đề riêng khi truy cập Wi-Fi mà là vấn đề hết sức quan trọng và luôn được ưu tiên hàng đầu trên không gian mạng. Với giải pháp Mesh Wi-Fi của chúng tôi thì hướng đến 3 lớp an toàn bảo mật thông tin. Lớp thứ nhất, lớp truy cập vô tuyến được mã hóa bằng các thuật toán mã hóa mạnh WPA AES 256 bit. Lớp thứ hai sẽ cấp phép truy cập người dùng để cho tới từng người dùng có thể truy cập được các cái dịch vụ Wi-Fi. Và lớp thứ ba, lớp cuối cùng là bảo mật chống tấn công từ bên ngoài bằng các hệ thống tường lửa. Với hệ thống bảo mật đa lớp sẽ giúp cho người dùng có thể yên tâm trải nghiệm các dịch vụ trên không gian mạng. Ban tổ chức cho biết đại dịch COVID-19 đã gây nhiều thách thức cho tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên cũng làm cho mọi người thấy rõ hơn sự cần thiết phải chuyển đổi số. Thời kỳ hậu COVID-19, khi cả thế giới đang dần thay đổi sang trạng thái bình thường mới, việc thực hiện chuyển đổi số sẽ càng được đặc biệt chú trọng. Đây chính là một thị trường đầy tiềm năng để các doanh nghiệp Sao Khuê 2020 khai phá đạt được những thành công mới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong nước tối nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một nội dung thời sự nổi bật ở mục chuyện trong ngày.